Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về món phở chiên phồng các bạn nhé. Bánh phở chiên phồng nè. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong. Sau đây các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là bánh phở. Bánh phở các bạn để nguyên cả tảng như này nhé. Còn đây là tỏi khô và thịt bò các bạn ạ. Và tiếp đến là củ cà rốt và một ít cần tỏi tây. Và tiếp theo là mình có cho thêm một chút rau cải ngồng các bạn ạ. Ngọn cải ngồng đấy ạ. Thì bây giờ cái bánh phở này các bạn để nguyên cả mảng như thế này. Sau đó các bạn cắt theo miếng mình ăn nhé. Các bạn cắt hình vuông hoặc hình chữ nhật. Đấy là tùy ý của các bạn. Đây là mình cắt theo hình vuông và hình chữ nhật. Các bạn cứ để nguyên cả như này, các bạn cắt, các bạn đừng tách ra nhé. Khi mình chiên rất là dễ dàng. Phở thì các bạn có thể ăn nhiều loại rồi đúng không ạ? Phở nước hoặc các bạn có thể ăn phở cuốn. Thì hôm nay mình muốn phổ biến với các bạn về món ăn kiểu khác nữa, đó là bánh phở các bạn chiên phồng lên. Và các bạn xào thịt bò thì đương nhiên là sẽ có tỏi đi cùng đúng không ạ? Do vậy mà các bạn đập mà nát tỏi các bạn băm nhỏ nhé. Đấy, mình cho vào một bát thịt bò để mình đi xào. Cái ngồng cải này thì các bạn có thể cắt đôi ra. Hoặc các bạn thích thì có thể các bạn để, nếu mà ngồng cải của bạn ngắn thì các bạn để cả cũng được. Còn đây là dài, do vậy mà mình cắt đôi ra để mình xào và khi mình ăn cũng dễ dàng hơn. Và tiếp đến là cần tỏi tây thì các bạn cắt khúc dài khoảng 4-5 cm nhé. Thì mình cho vào xào, chứ mình cũng đừng nên thái nhỏ quá. Và khi mà có cái củ cần tây, cái củ tỏi tây và cái dọc của cần tây nó to thì các bạn tách đôi ra nhé. Để khi mình xào thì nó chín đều. Chứ nếu mà mình để nguyên cả cọng thì là mình xào nó không chín đều. Tiếp đến là củ cà rốt. Thì các bạn tách ra như thế này. Các bạn cứa mấy cái. Để khi mình thái tròn thì nó sẽ tạo thành cái hoa. Trông rất là hấp dẫn các bạn ạ. Nói chung là cũng là một củ cà rốt thôi, nhưng các bạn chỉ cần mất công một tí thôi là khi các bạn thái ra là các bạn nhìn cái miếng cà rốt rất là ngon. Đấy, các bạn tùy các bạn thích ăn nhiều cà rốt hay ít cà rốt thì các bạn cho nhiều hay ít nhé. Còn thì mình chỉ cho mức độ vừa phải, mình cho lửa củ thôi ạ. Tất cả những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình đi chiên bánh phở các bạn nhé. Thì các bạn chiên thì các bạn cho vào một cái nồi xoong hoặc một cái chảo nhỏ thôi. Thì các bạn cho nhiều dầu hoặc mỡ thêm một chút. Ở đây là mình dùng mỡ lợn, mình rán. Thì mình cho nhiều, mình cho vào cái chảo nhỏ này mình rán. Bởi vì là mình rán vừa ngập mỡ như này, ngập dầu thì nó rất là nhanh và cái độ vàng của nó rất là nhanh. Thì rán bánh phở cũng như rán bao nhiêu những cái thức ăn khác là mình đều phải rán vàng lên đúng không ạ? Đấy, sau khoảng vài phút thì các bạn kiểm tra xem là cái bánh phở nó đã cứng chưa thì mình lật lên nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy phồng chưa ạ? Rất là phồng và ngon. Và cứ như vậy các bạn rán đến khi vàng.
Nói chung là các bạn rán cái gì cũng vậy, các bạn chỉ cho lửa ở mức độ khi mà mỡ đã nóng rồi, các bạn cũng chỉ cho lửa ở mức độ vừa phải thôi. Chứ các bạn cho lửa to quá thì nhiều khi mà nó rất là nhanh cháy. Mà nhiều khi có những thức ăn mà sống thì ở bên trong còn chưa chín mà bên ngoài đã bị cháy rồi. Do vậy mà các bạn chỉ cần cho lửa vừa phải thôi và các bạn lật đều luôn thì là nó vừa chín ở bên trong và vàng ở bên ngoài, trông rất là ngon. Đấy, các bạn kiểm tra thấy được rồi thì các bạn gắp ra đĩa nhé. Các bạn tưởng rằng là khi mình chiên như này nó phồng như vậy nó sẽ ngấm nhiều dầu mỡ nhưng không ngấm mấy đâu các bạn ạ. Bởi vì ở bên trong cái bánh phở nó ướt rồi đúng không ạ? Do vậy mà nó không ngấm nhiều dầu mỡ đâu các bạn. Các bạn cứ làm rồi thưởng thức rồi sẽ biết ngay. Đây các bạn cứ cho lần lượt những cái bánh phở mà các bạn cần phải chiên vào nhé. Đến khi cái lượng mình làm nó hết. Đây là bánh phở sau khi mình đã chiên xong rồi, đây rất vàng và ngon đúng không ạ? Bây giờ các bạn bày ra đĩa nhé. Và sau đó mình đi xào những nguyên liệu tiếp theo. Trước hết là các bạn đi xào thịt bò. Thì các bạn để cho mỡ nóng già lên. Sau đó các bạn mình đi xào rau cải trước. Vì thịt bò thường là phải ăn nóng đúng không ạ? Thì nó mới ngon. Do vậy mà mình đi xào rau cải. Thì các bạn làm rau cải này các bạn xào thì các bạn cũng biết cách xào rồi đúng không ạ? Cho mỡ nóng già lên, sau đó mình thả rau vào mình đảo thôi. Và trong cái bánh phở đấy nó nhạt, do vậy mà các bạn muốn xào những gia vị đi kèm thì mỗi thứ các bạn cho một chút gia vị vào để cho nó có độ vừa nhé. Đấy, sau khi mình xào cái rau cải nó đã được rồi thì các bạn lại gắp ra đĩa thôi. Và tiếp đến là mình đi xào thịt bò thì mình gạt vài cái nhánh tỏi đập dập vừa rồi để mình đảo lên đảo xuống cho nó thơm. Thơm rồi thì các bạn đảo thịt bò, cho thịt bò và các bạn đảo săn nhé. Gọi là xào thịt bò đấy ạ. Các bạn xào thịt bò chỉ ở mức độ chín vừa phải thôi. Chín tới thôi chứ các bạn đừng xào chín quá thì ăn thịt bò rất là khô và không được ngọt. Đấy, sau khi mà thịt bò nó đã tái chín rồi đây thì các bạn cho ra đĩa nhé. Các bạn nhìn thì có thể tưởng chừng là hấp dẫn, nick kích, nhưng mà nếu mà các bạn làm đãi cả nhà thì mỗi thứ mình làm nhiều lên một tí cũng không mất công nhiều đâu ạ. Và tiếp đến là mình xào rau, thì cà rốt mình cho vào trước. Vì cà rốt này nó cứng, bao giờ nó là đồ lâu chín hơn. Thì mình muốn cho cà rốt vào xào. Các bạn xào cà rốt chín rồi thì các bạn cho cần tỏi tây vào nhé. Bởi vì cái cần tỏi tây thường thường người ta chỉ xào tái thôi đúng không ạ? Chứ các bạn xào mà chín quá thì nó sẽ bị rất là dai. Thì mình cũng nói với các bạn rồi đấy, là cái bánh phở nó chưa hề có gia vị, do vậy mà các bạn cứ cho mỗi thứ gia vị một tí và các cái nguyên liệu đi kèm thì nó sẽ vừa và rất là ngon. Xong rồi đây ạ, tất cả các đồ mình xào đã xong rồi. Thì bây giờ các bạn bày ra đĩa nhá. Trước hết là mình nót vài cái cọng rau cải xuống dưới đĩa. Hoặc các bạn có thể dùng vài lá xà lách, các bạn bày lên cũng được. Đấy, thế đến đây các bạn gạt cái bánh phở vào. Sau đó là mình cho cái gì lên trên nhỉ? Rau cải này. Trước hết là rau cải này. Tiếp đến là thịt bò này. Đấy, mình để cho 3 nếp. Thịt bò xào đấy ạ. Các bạn cho đều ra xung quanh này. Để khi mình ăn, mình gắp ở trên ở dưới, nó đều một cái vị.
phở chiên rất là ngon. Và tiếp đến là mình gạt lại cái cần tỏi tây cà rốt các bạn xào rồi đấy. Các bạn cho lên trên. Để khi mà mình ăn là mình ăn kèm cả mấy thứ này vào lại với nhau thì nó rất là vừa đúng không ạ? Đấy, thế là cái sản phẩm phở chiên của mình đến đây đã xong rồi đấy. Mà các bạn hãy thưởng thức nhé. Cà rốt mềm giòn này, rau ngon, ngọt, thịt bò ăn rất là ngon, và bánh phở chiên phồng ăn rất là giòn các bạn ạ. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm và thành công được một đĩa, được các đĩa phở xào để phở chiên phồng đãi cả nhà nhé. Thế là video của mình đến đây đã